xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Hamas bất ngờ tấn công Israel, bắn 5.000 quả rocket mở màn. Chiến sự leo thang tại Syria. Quốc hội Nga tranh luận về việc thu hồi lệnh cấm thử hạt nhân. Nga tấn công Odessa Oblast qua đêm ngày 7 tháng 10. Đức cam kết chuyển thêm bệ phóng Patriot cho Ukraine. Pháp sư tối cao của Nga đưa ra dự đoán về chiến tranh hạt nhân Người Nga dùng các pháp sư Nga yêu cầu các linh hồn bảo vệ các thành phố nằm gần biên giới với Ukraine. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thiên ý mến chào quý khán thính giả của kênh tin tức HTD News. Hamas bất ngờ tấn công Israel, bắn 5.000 quả rocket mở mạng. Quý vị thân mến, các tay súng Palestine xâm nhập vào miền nam Israel và hàng ngàn quả rocket được bắn đi từ giải Gaza trong cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào sớm sớm ngày 7 tháng 10. Mohamed Deif, một chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas, nói trong tuyên bố mở màn: "Chúng tôi quyết định nói rằng đã quá đủ rồi, chiến dịch bảo on Gaza, đồng thời kêu gọi người Palestine ở mọi nơi đứng lên chiến đấu." Ông Mohamed Deif nói thêm rằng: "Đây là ngày bắt đầu trận đánh vĩ đại." để chấm dứt sự chiếm đóng cuối cùng trên trái đất. Hamas đã bắn 5.000 quả rocket về phía Israel chỉ trong 20 phút vào sáng ngày 7 tháng 10. Một Hamas dev, người từng sống sót sau nhiều kế hoạch ám sát của Israel, không xuất hiện công khai mà truyền tải thông điệp qua băng ghi âm. Một phụ nữ Israel đã thiệt mạng. Theo các cơ quan ứng phó khẩn cấp, các đội cứu thương đã được triển khai tại các khu vực xung quanh giải Gaza và coi báo động vang lên khắp Israel. Truyền thông Israel đưa tin các tay súng đã bắn vào người qua đường ở thị trấn Derot, miền nam Israel. Những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội dường như ghi hình các cuộc đụng độ trên đường phố. Quân đội Israel cho biết và cho biết thêm rằng người dân tại khu vực xung quanh giải Gaza đã được yêu cầu ở lại trong nhà. Một số kẻ khủng bố đã xâm nhập vào lãnh thổ Israel từ giải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel đã bảo vệ thường dân Israel và tổ chức khủng bố Hamas sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Phát phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ gặp các quan chức an ninh hàng đầu trong những giờ tới. Tại Gaza, người ta có thể nghe thấy tiếng gầm trú của các quả rocket được phóng đi. Người dân mô tả các cuộc đấu súng dọc theo hàng rào ngăn cách giải Gaza với Israel gần thị trấn Khan Yunis, phía Nam. Họ cũng chứng kiến sự di chuyển đáng kể của các chiến binh có vũ trang. Cơ quan cứu thương Israel cho biết các đội ngũ của họ đã được điều động đến các khu vực ở miền Nam Israel gần Gaza và người dân được cảnh báo ở lại bên trong nhà. Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom cho biết, một phụ nữ tầm tuổi 60 đã thiệt mạng do bị trúng đạn trực tiếp ở Israel. Bác sĩ cho biết, 15 người khác bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng. Hôm mới nhất xảy ra sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng dọc theo đường biên giới đầy biến động của Israel với giải Gaza và sau cuộc giao tranh ác liệt ở bờ Tây do Israel chiếm đóng. Israel đã phong tỏa giải Gaza kể từ khi Hamas, một nhóm chiến binh Hồi giáo chống Israel, kiểm soát khu vực này vào năm 2007. Từ đó, hai bên đã trải qua nhiều đợt giao tranh lớn nhỏ, vào tháng 5, cuộc không kích của Israel và rocket của Gaza đã dẫn đến cái chết của 34 người Palestine và một người Israel. Theo quan chức Israel và Palestine, tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, ít nhất 247 người Palestine, 32 người Israel và hai người nước ngoài đã thiệt mạng trong cuộc chiến sự này, bao gồm cả các chiến binh và dân thường của cả hai bên. Chiến sự leo thang tại Syria Đúng như lo ngại của giới phân tích, tình hình chiến sự tại Syria đang leo thang một cách đáng lo ngại. Với sự tham gia của cả quân đội chính phủ, các nhóm phiến quân chống đối và một số lực lượng nước ngoài, trong thông báo chính thức vào đêm 6 tháng 10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiến hành nhiều đợt không kích vào các vị trí của lực lượng đảng công nhân người Kurd ở miền Bắc Syria, phá hủy ít nhất 15 mục tiêu của nhóm này, bao gồm nhà kho, nơi ẩn náo, cũng trong đêm qua, quân đội Syria tiến hành nhiều cuộc tấn công bắn phá bằng tên lửa và pháo hạng nặng vào các vị trí của phiến quân ở các khu vực Aleppo và Idlib, phía tây bắc của đất nước. Thông báo của Bộ Quốc phòng Syria khẳng định, các cuộc tấn công đã phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí và gây thương vong nặng nề cho các tay súng nổi dậy, nhưng không cho biết con số cụ thể. Trước các cuộc bắn phá của quân đội Syria, máy bay chiến đấu của quân đội Nga cũng tiến hành một số cuộc oanh tạc vào các mục tiêu của phiến quân tại Aleppo. Tại thành phố Homs thuộc miền trung Syria, nơi vừa xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu bằng máy bay không người lái, khiến hơn 350 quân nhân và dân thường Syria thương vong vào ngày 5 tháng 10. Các phần tử khủng bố tiếp tục sử dụng máy bay không người lái tấn công thêm một số mục tiêu của quân đội Syria, nhưng chưa rõ số thương vong. Cũng liên quan đến tình hình chiến sự Tây Syria, Ngoại trưởng hai nước Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6 tháng 10 đã tiến hành điện đàm để xử lý vụ máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ bắn hạ một máy bay không gửi lái của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc Syria vào ngày 5 tháng 10. Tại cuộc điện đàm, hai bên thống nhất sẽ tăng cường điều phối các hoạt động quân sự Tây Syria để tránh tái diễn các sự vụ đáng tiếc tương tự trong tương lai. Giới quan sát khu vực lo ngại một vòng xoáy bạo lực nguy hiểm mới có thể bùng phát và lan rộng tại Syria trong những ngày tới. Quốc hội Nga tranh luận về việc thu hồi lệnh cấm thử hạt nhân Nga đặt mục tiêu ngăn hàng với Mỹ, quốc gia vẫn chưa phê chuẩn thỏa thuận cấm mọi vụ nổ nguyên tử. Theo Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, các nghị sĩ của Nga sẽ sớm thảo luận về việc rút về chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện năm 1996, một đề xuất được Tổng thống Putin đưa ra vào đầu tuần này. Nhà lập pháp cấp cao Nga cam kết rằng cuộc thảo luận sẽ diễn ra trong phiên họp sắp tới của Hội đồng xây dựng chương trình nghị sự. Ông nhấn mạnh quyết định phù hợp với lợi ích của đất nước. Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, cấm tất cả các vụ nổ hạt nhân, bất kể mục đích và môi trường, mở rộng các giới hạn được đặt ra trong hiệp ước cấm thử nghiệm một phần trước đó. Không giống như hiệp định tiền nhiệm năm 1963, hiệp định hiện tại chưa có hiệu lực vì một số quốc gia, trong đó có Mỹ, từ chối phê chuẩn. Ông Putin đề cập đến điều này vào ngày 5 tháng 10, đồng thời thảo luận về sự phát triển của Nga đối với các hệ thống phân phối hạt nhân mới. Ông Putin nói, nhưng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng về hiệp ước thuộc về Duma quốc gia. Tôi chưa sẵn sàng để nói liệu chúng ta có nên tiến hành thử nghiệm hay không nhưng hành xử tương đương với Mỹ là điều chúng tôi có thể làm. Nói về tuyên bố của Putin và Volodin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vào ngày 6 tháng 10 nói, nếu các nhà lập pháp quyết định trút lại cam kết quốc tế của Nga, điều đó không đồng nghĩa với việc thử nghiệm hạt nhân tự động nối lại. Lần cuối cùng Mỹ tiến hành một vụ thử hạt nhân trực tiếp là năm 1992, trong khi Nga thử vào năm 1990. Ông Putin đã nhiều lần cảnh báo rằng, nếu Washington vi phạm lệnh cấm thử nghiệm trên thực tế, Moscow sẽ đáp trả tương tự để duy trì sự cân bằng. Nga tấn công Odessa Oblast qua đêm ngày 7 tháng 10. Lực lượng của Nga đã phóng một số tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Onyx từ Crimea nhắm vào Odessa vào rạng sáng ngày 7 tháng 10. Lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine đưa tin trên Telegram. Tên lửa đã bắn trúng một cơ sở giải trí và kho chứa ngũ cốc của cơ sở hạ tầng cảng. Các mảnh vỡ tên lửa và sóng nổ đã gây cháy một số gara và làm hư hại một số tòa nhà chung cư. Không có thông tin về thương phòng tại thời điểm công bố. Trước đó, không quân Ukraine đã cảnh báo về nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa. Tỉnh Odessa phía Nam và thủ phủ khu vực của nó vẫn là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công của Nga. Đức cam kết chuyển thêm bề phóng Patriot cho Ukraine. Thủ tướng Đức cho biết nước này cam kết chuyển thêm cho Ukraine một tổ hợp phòng không Patriot để đối phó nguy cơ bị tập kích vào mùa đông. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào ngày 5 tháng 10 cho biết sau cuộc gặp với tổng thống Ukraine Zelensky ở Tây Ban Nha rằng chúng tôi đã cung cấp tổ hợp phòng không Patriot cho Ukraine. Tôi đã nói với Tổng thống Ukraine rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho họ một tổ hợp khác để dùng trong những tháng mùa đông. Ông Olaf cho rằng Nga sẽ cố gắng đe dọa hạ tầng và các thành phố của Ukraine trong mùa đông bằng các vụ tập kích tên lửa và máy bay không người lái. Điều này khiến tổ hợp phòng không Patriot trở thành ưu tiên hàng đầu. Khi được hỏi về thông tin, Đức không có kế hoạch cung cấp tên lửa hành trình Taurus với tầm bắn lên đến 500 km cho Ukraine, Ông Skoll không đưa ra bình luận. Theo vào đó, Thủ tướng Scorn nói Bajor sẽ đáp ứng nhu cầu an ninh của Ukraine ở mức độ rất lớn. Ông Oleksandr cho biết, tất nhiên chúng tôi phải bảo đảm chiến sự không leo thang và Đức không thể trở thành một phần trong đó. Đức đã chuyển ba tổ hợp phòng không Bajor cho Ukraine sau khi chiến sự giữa nước này với Nga bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Ukraine còn nhận một tổ hợp Bajor khác từ Mỹ. Một tổ hợp đã bị hư hại trong đoạn tập kích bằng tên lửa của Nga vào rạng sáng ngày 16 tháng 5, nhưng Ukraine tuyên bố nó vẫn đảm bảo khả năng chiến đấu. Bajor được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine nhờ năng lực chiến đấu vượt trội so với các hệ thống phòng không mà phương Tây viện trợ trước đó. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, Bajor không thể giải quyết được mọi vấn đề phòng không của Ukraine. Một trong những rào cản với hệ thống Patriot triển khai ở Ukraine là chi phí vận hành. Báo cáo vào năm ngoái của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CISIC cho biết mỗi khẩu đội Patriot có giá khoảng 1,1 tỷ USD, trong đó có một quả đạn tên lửa có chi phí xuất xưởng khoảng 4-8 triệu USD tùy phiên bản. Nga gần đây tăng cường dùng tên lửa và máy bay không người lái kích mục tiêu Ukraine. Giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là nỗ lực, nhằm vô hiệu hóa các tổ hợp phòng không của Ukraine, đặc biệt là Patriot, cũng như làm cạn kiệt đạn phòng không, trong khi buộc họ liên tục khai hỏa tên lửa đắt tiền để đối phó với máy bay không người lái hoặc tên lửa giá rẻ. Pháp sư tối cao của nga đưa ra dự đoán về chiến tranh hạt nhân. Karao pháp sư tối cao của nga nói với một cơ quan truyền thông do Điện Kremlin điều hành rằng ông dự đoán sẽ không xảy ra chiến tranh hạt nhân do cuộc chiến Ukraine. Tuy nhiên, ông cảnh báo các đồng minh của Kiev rằng phương Tây phải tỉnh ngộ khi phản đối Nga. Theo AFP, Pháp sư tối cao là một chức vụ được bầu cử gần đây, nhưng được cho là đã thu hút sự chỉ trích từ một số tín đồ đạo Saman vì mối quan hệ chính trị của chức vụ này. AFP cho biết, Dadchenon đã được bầu làm pháp sư tối cao vào năm 2018 bởi Đại hội pháp sư toàn nga đầu tiên ở nước Cộng hòa Tufa ở miền Nam Siberia. Dadchenon, người đứng đầu một tổ chức pháp sư ở Tufa, được biết đến với cái tên Iren, Thần Gấu, đã nói chuyện với cơ quan truyền thông nhà nước Tria Novosti trong chuyến thăm Moscow vào ngày thứ năm. Thảo luận về điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia khác chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Masquerfa, nói. Vũ khí hạt nhân của Nga sẽ bao trùm toàn thế giới. Ông Dershowitz nói theo bản dịch tiếng Anh của cuộc phỏng vấn Trianovosi của hãng thông tấn nhà nước Nga RT. Vì vậy, họ sợ hãi và chỉ cần đàm phán và hiệp ước hòa bình, đàm phán hòa bình nếu các quốc gia đó muốn. Dershowitz cũng cho biết phương Tây cần hiểu rằng họ không thể đánh bại được Nga. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để yêu cầu bình luận. Phát biểu trực tiếp về cuộc chiến ở Ukraine mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động vào tháng 2 năm 2022, Dabshanon chỉ ra rằng nhà lãnh đạo hiện tại của Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky, phải bị loại bỏ quyền lực để có thể đạt được hòa bình. Pháp sư nói, theo bản dịch của RT, các nhà lãnh đạo Ukraine đang kéo dài chiến tranh bằng vũ lực, xin tiền và vũ khí từ các nước khác nếu người dân Ukraine hiểu rằng Zelensky là kẻ thù của nhân dân Ukraine, nếu có lựa chọn lại bỏ ông ấy vào năm tới và một người mới đến, mọi thứ sẽ dừng lại. Bất chấp những lời chỉ trích về Zelensky, Dobzhenov vẫn kêu gọi hòa bình ở Ukraine. Ông Dobzhenov nói, chúng ta phải kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt, chúng ta phải tìm lối thoát. Jason saint một chuyên gia về chính trị quốc tế và hậu Soviet, nói với Newsweek rằng, những tuyên bố của pháp sư là điều mà Điện Kremlin mong muốn được đưa ra. Jason Smart nói, đây không phải là ngẫu nhiên, đây không phải là chuyện ngoài ý muốn. Điều này đã được dự kiến và lên kế hoạch bởi Điện Kremlin. Ông Jason Smart nói tiếp, điều quan trọng nhất mà pháp sư đã nói, điều mà báo chí Nga muốn nhắc lại là sẽ không có chiến tranh hạt nhân. Vì bất kỳ lý do gì, đó là thông điệp mà chính phủ Nga đã quyết định là điều mà người dân nên nghe. Max trưởng văn phòng Moscow của Financial Times, đã viết trên X, trước đây là Twitter, về cuộc phỏng vấn với Tria Novosti và cho biết Dobzhinov dường như là một pháp sư chính thức ủng hộ chiến tranh. Sedin cũng liên kết đến một bài báo về Alexander Gabishev, một pháp sư đến từ vùng Jakosia thuộc Siberia, người nổi tiếng với việc nổi tiếng phản đối chế độ của Putin. Kabyshev đang bị giam giữ để điều trị tâm thần bắt buộc. Điều mà luật sư của ông nói là kết quả của các cuộc biểu tình chống biểu tình. Người Nga dùng các pháp sư Nga yêu cầu các linh hồn bảo vệ các thành phố nằm gần biên giới với Ukraine. Alina Makrayova, pháp sư tối cao của quận Liên bang phía Nam, đại diện pháp sư tối cao của Liên bang Nga cho biết, các pháp sư của Nga yêu cầu các linh hồn bảo vệ các thành phố nằm gần biên giới với Ukraine. Trang web The Moscow Times lưu ý rằng, những nghi lễ như vậy được thực hiện thường xuyên. Bà Alina Makrayova nói, Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để bảo vệ các thành phố nằm gần biên giới của chúng tôi khỏi chiến tranh. Chúng tôi đang làm việc để có ít nạn nhân hơn, để các con trai, chồng và anh em của chúng tôi trở về nhà, để người dân Ukraine và chúng tôi đoàn kết và tất cả sẽ kết thúc. Không chỉ các thành phố tiền tuyến lọt vào tầm nhìn của các pháp sư, mà cả những thành phố mà Tổng thống Nga Vladimir Putin thích tới du lịch. Ví dụ, Sochi có trong danh sách, nơi ở của nguyên thủ quốc gia Bacharov Rousseff nằm ở đó. Bà Elena Maravoa lưu ý, chúng tôi đang tổ chức các nghi lễ và hiện tại chúng tôi chắc chắn 80% rằng các thành phố như Sochi, Apana, Rostov, các pháp sư khác cũng làm việc ở đó. Chúng tôi đã đóng cửa khỏi sự can thiệp từ bên ngoài. Bà Elena Muravieva nhấn mạnh, các pháp sư không gây thiệt hại cho Ukraine mà chỉ yêu cầu chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt. Chúng tôi không gửi nỗi đau đến Ukraine. Chúng tôi không làm hại người dân. Chúng tôi đang đưa tin về Nga. Chúng tôi có 178 pháp sư làm việc. Chúng tôi đứng thành vòng tròn và bao phủ khu vực của mình vì chúng tôi rất gần biên giới chúng tôi đốt lửa định kỳ và cầu mong binh lính của chúng tôi khỏe mạnh và an toàn. Một ngày trước đó, Pháp sư tối cao của Nga, Karao Dovchenko, đã đến thăm Moscow. Ông Karao Dovchenko cho biết, ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến với Ukraine, các nghi lễ đã được tổ chức trên khắp cả nước để quân đội ở tiền tuyến được mẹ đất và tổ tiên bảo vệ. Ông cũng kêu gọi quyền bình đẳng cho đạo Shaman với các tôn giáo khác để không chia rẽ những người dân đa quốc gia và thân thiện của Nga bằng tín ngưỡng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HDD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hdnews.btv.gmail.com một lần nữa đội ngũ hd news rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán tính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp